em xin kính chào quý vị anh chị cô bác luôn nha. Rồi em quay dây số ngày 6/9/4 Khánh Hòa nha anh chị. Rồi số đầu tiên là số 17 nè. Số tiếp theo Khánh Hòa ngày 6/9/4 đây là 59 nè. Số 63 nè. Số 72 nè. Số 90 nè. Số 26 nè. Số 35 nè. Số 08 nè. Số đẹp nè, 141 44 nè. Số đẹp nè. 3781 nè. Rồi có hai đài Đà Nẵng nha anh chị. Hai đài Đà Nẵng nè. 60 nè. 483 60. 483 56. Rồi. Đó, ngày thứ tư ngày 6/9 Đà Nẵng. Đó. Quê Khánh Hòa ngày thứ tư. Thứ năm là quan trị số em có nhiều nha anh chị. Máy tờ thôi giống nhiều. Còn số bón cho cái ngày 5/9 nè, còn hơi sắp thôi. Còn là 4 sắp nhưng mà hơi sắp đầy chính, đầy đang lét hơi 6 với không tóm thôi. Còn hơi 7 với 36 nha anh chị. Còn nhiều số thôi. Giờ này em bón mua số nè, hôm nay trời mù hơi ế nha anh chị. Đó. Anh chị nào mua vé số thì đi ngon quốc lộ 24B này mua nha anh chị. Không anh chị thấy vào Zalo của em. Đó anh chị mình mua nha. Anh chị vào Zalo của em đây. Số điện thoại đây. 0968634712 đây. Ăn hồ đi ra băng là 4512023226 nha anh chị. Rồi, cảm ơn quý vị anh chị rất là nhiều nha. Chúc cho anh chị phát lộc phát tài nha anh chị. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian xem video của em nha.